quay lại hả? Hả? Qua cho anh Quân Quân đó hả? Chuyện khó. Đậu, đậu, cầm dùm cái này qua các anh em tháo rồi. Để cho anh một kiện tháo vô. Quay đều mà lấy tiền bạc cho em mà quay. Lấy vào chim. Quay gần vô, đừng có cắn cái đào á. Quay cái cách không có, vô mồ chọc một chút. Mầm to quá anh ơi. Mầm chiếm diện tích quá. Quay đàng hoàng chứ quay gì. Tiền rồi. Anh em chở cái máy bỏ vô lấy cái gì nhà sữa. Cầm cho nó chỉnh lại. Cầm bỏ được. Quay được thoải mái mà chụp ảnh qua ghi nhưng giờ nó bôi được bộ ngọc nó quay rõ thiệt chuyên gia để sót vô ôm mượn hình lên quay vợ ốc thảo quá chồng một cái cho mình quay vô đó mua vô đó gì mà nó ua hạt đi. Đứng lên đằng nó mà bán hoài bán hoa là bán mấy đấy đấy đi hoài xuống dưới anh đứng chỗ vị trí cao ghê ấy chứ hay 11 bán như vậy làm gì cứu đường như này anh chụp là anh ba xuyên qua gương đó hả? Đâu mà ra đế có xe gì? Xe đế được. Cứ còn đủ mà cứ đi bộ, có cây số. Rồi kêu mẹ hơi xe đồ. Đủ mà giải rồi khúc mẹ bốn cây lấy xe. Xe đến 50. Chiếc mà giải hơi người lắm đùa bạn. Đủ mất xe gì? Anh được đoạn đạo có xe bay ngủ ngắn vậy? Bên thì Hồ Chí Minh thì cũng nhiều. Đi đoạn đạo đó là quận 1. Một cái tới ngã tư Nguyễn Cừ là bên kia. Quận 5 đó, xuống đó là quận 5. Qua phía bên kia ngã tư Nguyễn Cừ với đoạn đạo là quận 5 rồi. Bên kia đường là quận 2. Phường 2 bên kia là quận 1. Được khoảng 10 hơn 10 phút ghế gái rồi người bán rồi ai đứng đâu bấm bấm ui còn đứng cua đại bạn ảo luôn đi này ba đi đó
Ngày qua thì coi hơi biết cái gì. Rất là biết. Quay để xí nữa còn nhớ lắp lại. Không xí nữa quên. Nếu để truyền đạt thì thánh cũng không biết được. Thế là đồ đủ chua rồi anh à. Đó. Giống y như bánh căn nữa thôi. Bỏ thôn bỏ đồ. Chờ tiếng rưỡi mới được ăn bánh căn. Hôm qua đồ mà bánh xèo thấy cái bánh xèo thập cẩm hôm qua không thành. Cái bánh xèo đổ đồ mà bằng cái mâm mình đó. À, cái bánh đó em ăn rồi ở miền Tây, hôm qua ở Sài Gòn. Anh dùng cái chảo bự á. Đúng mà cái ăn một miếng là ớn luôn á, nửa miếng thôi. Mấy ăn rồi á, lẳng bảng như bánh tròn như mấy. Đúng mà. Đổ ra đó là đồ mà thấy. Lại là lại ngâm thôi. Đồ bự. Gấp đâu là đồ mà quất lên cái dĩa bò, một dĩa bò bự gần như cái mâm đó, đồ mà gấp là nửa cái. Là nửa cái còn nửa bay chứ, nửa bay bỏ ra có đồ, bỏ nó kể cho mình. Chấm nước mắm ngọt ngon đi chứ. Nước mắm ngọt trong đó nước mắm ngọt thử. Hồi xưa em ăn cái bánh xèo đó là ở đường Xương Người Cánh đó. Đó. Nổi tiếng về bánh. Qua đi móc xa một bãi. Hai đứa kể cho qua này qua này ghi hình là đâu gỡ rồi kia đâu không đi này nó quay gỡ hình rồi nó đổ đang lên vừa chim dọ đi chơi mà